Cũng nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Công an thành phố Đà Nẵng không tổ chức lễ, không hoa tươi, chỉ có những nhu yếu phẩm được gửi đến các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu vào đêm 18 tháng 8, với lời động viên, lời chúc sức khỏe để tiếp tục vững tâm công tác vì sự bình yên của nhân dân. Trải qua những đợt phòng chống COVID-19 đầy cam go, tại Đà Nẵng đã có hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tuyến đầu bị nhiễm COVID-19 trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ. Dù đã có những kết quả bước đầu, nhưng khó khăn của Đà Nẵng vẫn còn nhiều và thành phố thì cũng mới đi qua được 3 ngày dừng tất cả các hoạt động theo chủ trương, ai ở đâu thì ở đó. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, tối qua ngày 18 tháng 8, 400 phần quà bao gồm nước uống, mì tôm và hoa quả đã được Công an thành phố dành tặng cho công an các quận, huyện, xã, phường, các chốt kiểm soát và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dịp này, quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cũng dành tặng công an quận 50 triệu đồng. Đây là tấm lòng không chỉ của chính quyền thành phố mà còn là của người dân và doanh nghiệp gửi tặng đến các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ với mong muốn cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm chiến thắng đại dịch.